Thưa quý vị, 5 nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay Nội Bài Hà Nội vừa bị bắt giữ để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 22 tháng 8 vừa qua, các đối tượng có nhiệm vụ bốc xếp hành lý ký gửi tại tầng 1, ga quốc nội sân bay quốc tế Nội Bài. Một đối tượng phát hiện trong vali của hành khách không có khóa chắc chắn nên đã giật khóa ra lấy trộm tài sản bên trong, trong đó có 500 euro tương đương với hơn 12 triệu đồng. Các đối tượng đã chia nhau số tiền này các đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự để thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó. Cơ quan cảnh sát công an điều tra công an huyện Sóc Sơn Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng này.